Sau đây ta to gửi đến cho quý vị và các bạn món là giả cay làm bằng chân giò nhé. Muốn ngon và thơm và thịt sẽ vàng đều là mình sẽ thui cái chân giò cho nó vàng lên và ướp gia vị. Lúc đó nó sẽ thơm mùi giả cay hơn. Mình sẽ nướng đều. Thôi rồi lấy vỏ son cọ sạch nó đi. Chỉ còn lớp vàng thôi. Muốn món ngon thì phải làm cơ chế thôi, tốn thời gian hơn tí. Ướp riềng mè xá nữa vào là ok luôn. Quy trình tẩm ướp gia vị riềng xà mè mắm tôm này. Những miếng thịt này thui xong nó vàng ươm này. Cái này không thể thiếu mẻ được nha quý vị. Bỏ mẻ vào nó sẽ làm cho thịt chúng ta mềm và thơm hơn, giống như mùi con cầy, thịt cầy nhé. Miếng nào miếng nấy vàng ươm đều, vàng đều. Mình sẽ để trong vòng nửa tiếng thấm gia vị rồi mình bỏ lên nấu. Nấu này nước sệt sệt có tí bánh tráng nướng chấm ngon lắm. Đây, sau khi gia vị xong rồi mình đã cho lên bếp. Màu vẫn còn đẹp luôn nhé. Đây màu tự nhiên nhé. Mình không cho thêm màu mè. Bạn nào thích thì cho thêm tí ngũ vị hương có màu vàng vàng. Rồi đậy nắp vào. Ninh càng lâu càng kỹ. Bạn nào thích thì tí xíu nữa cho ít ớt vào, còn mình không ăn cay lắm thì mình không cho ớt, tùy khẩu vị mỗi người. Vâng, sau khi đun nấu xong nó đã chín này. Rồi các bạn thấy nóng hổi nha. Này, cái nước sệt sệt này cho bánh tráng dưới lên cơm ăn ngon lắm. Mình sẽ thử một miếng cho quý vị các bạn xem. Thử miếng ra cho quý vị các bạn xem nhé. Đây nhá. Ngon. Giòn. Da giòn lắm. Ngon. Riềng nấu này cũng ngon. Ngọt. Riềng ngấm vị này hả? Rất là ngọt thơm. Dừng nhà bạn đây nha.
Hấp dẫn không? Quá tuyệt vời. Chúc các bạn cũng chế biến thành công như tai to. Vâng, xin chào, tạm biệt.